Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Converter. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một bộ PC có mức giá loanh quanh khoảng 60 triệu đồng. Với 60 triệu đồng bỏ ra, chúng ta sẽ có được một mẫu CPU đó chính là Intel Core i7 11700K. Chúng ta có thể gọi như đây là một trong những mẫu CPU cuối cùng của thế hệ 14 nanomet, một mẫu CPU có 8 nhân 16 luồng xử lý và dung nhịp tua bút tối đa có thể đạt được là 5.0 GHz để chúng ta chưa ép dung, bởi vì đây là dòng K mà. Thì với cái mẫu CPU này, tất nhiên nó sẽ phù hợp rất nhiều đối với nhu cầu như các bạn edit video hoặc là chơi game hoặc thậm chí là có thể livestream, thì với 8 nhân sẽ đáp ứng được cực kỳ tốt. Cộng vào đó là cái việc đơn nhân được cải thiện, nếu như các bạn sử dụng cho những nhu cầu mà đơn nhân thì cái mẫu CPU này sẽ đáp ứng được cực kỳ tốt. Và để giải đáp được cái vấn đề liên quan đến nhiệt độ của CPU thì mình khuyên anh em, nếu như có mức chi phí đầu tư thấp hơn, có thể build bộ PC giống như mình nhưng mà đầu tư thấp hơn một chút, không phải 60 triệu, chỉ khoảng 50 thôi, thì các bạn nên đầu tư một hệ thống tản nhiệt khí để có thể sử dụng được. Tản nhiệt khí sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái túi tiền của anh em bỏ ra là bao nhiêu, nhưng ở đây mình đã lắp tản nhiệt nước luôn để đảm bảo cho nhu cầu là có thể ép xung được. Thì tản nhiệt nước mình được lắp sẽ là tản nhiệt nước 360, tức là 3 quạt 120. Thì để có thể gánh được mẫu CPU này thì mình sẽ nói đến phần main. Đây là một trong những thành phần cực kỳ quan trọng, đó chính là một mẫu main. Main đây chắc chắn sẽ phải là Z590 rồi, và mẫu main đó chính là Z590 Aorus Master. Thì nhắc đến dòng tên Master là anh em biết được là đây sẽ là mẫu main cực kỳ ấn tượng. Và dòng chữ Aorus này tượng trưng cho sản phẩm đến từ Gigabyte. Thì cái mẫu main này sẽ có tổng cộng là 2 cổng cấp nguồn 8 pin. Thì đồng ý anh em một điều, nếu như có mức chi phí thấp hơn, anh em hoàn toàn có thể chọn mua những mẫu main có một cổng cấp nguồn 8 pin để gánh cho Intel Core i7. Thế nhưng với 2 cổng cấp nguồn 8 pin, anh em hoàn toàn có thể nâng cấp thẳng lên Intel Core i9 11900K hoàn toàn bình thường và ổn định. Thì với 2 cổng cấp nguồn 8 pin này sẽ đáp ứng cho CPU rất nhiều điện, thậm chí anh em có thể ép xung mà không cần phải quan tâm đến cái vấn đề điện áp có bị thiếu hay không. Cộng vào đó thì khi mà nhìn vào hệ thống tản nhiệt, tức là hệ thống heat sink cho khu vực VRM thì cũng cực kỳ ấn tượng. Khi mà hệ thống heat sink đây được làm dày hơn và được tạo những cái khe cắt này, thì những khe cắt đây thì sẽ, nếu như bỏ cây anh em có airflow tốt thì cái hệ thống VRM sẽ cực kỳ mát. Và hệ thống VRM theo như công bố nhà sản xuất và trên bộ cũng có ghi thì sẽ là 18 cộng 1 phây điện, thì sẽ cung cấp điện cho CPU. Thì bây giờ là chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến iGPU nữa, bởi vì khi đấy khi mà điện vào thì hệ thống sẽ tự căn chỉnh và điều chỉnh điện cho iGPU. Thì đối với thế hệ thứ 11 thì iGPU bên trong của CPU Intel, tức là tính năng Intel Quick Sync áp dụng cho Adobe ấy, đã được auto bật rồi. Em không cần phải quan tâm bật trong main làm gì cho nó mất thời gian ra. Và ở trên phần main đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 slot RAM. Thì RAM sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, mình thì cứ 32GB cho chắc nên mình cắm sẵn 2 thanh 16 và để thừa 2 slot nữa để có thể nâng cấp khi cần thiết. Và hệ thống SSD cũng được trang bị khá là đầy đủ khi mà có tổng cộng là 4 khe SSD để anh em có thể nâng cấp. Thì ở đây có thể là bị che mất rồi, nhưng mà ở sau những cái mẫu main này phần SSD ấy, thì đều có những heat sink để có thể tản cho SSD và đảm bảo cái vấn đề nhiệt độ diễn ra khi mà quá trình sử dụng ấy sẽ là phù hợp nhất. Còn về hệ thống card đồ họa thì sao? Tất nhiên để có thể chơi game, làm việc những công việc liên quan đến 2D, 3D, chúng ta vẫn cần phải có một mẫu card đồ họa. Thì ở đây sẽ là RTX 3080 phiên bản Eagle. Đây là phiên bản có mức giá thấp nhất của Gigabyte thuộc dòng 3080, mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng thôi. Thì với 30 triệu đồng thì nếu như xét riêng về cái khía cạnh giải trí, anh em hoàn toàn có thể chơi game trên độ phân giải 2K cực kỳ ổn định. Một chút nữa mình test thì anh em có thể thấy được. Và để đảm bảo được cái vấn đề liên quan đến độ bền của sản phẩm thì mình khuyên anh em, nếu như mà mua nguồn thì nên mua những bộ nguồn có công suất thực từ 750 đến 850W để có thể gánh được em nó. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm game. Ở tất cả tựa game thì mình sẽ cố gắng kéo max setting toàn bộ và độ phân giải dĩ nhiên sẽ phải là 2K.
Vậy thì anh em đánh giá sao về combo mình đang có ở đây? Với khoảng hơn 60 triệu đồng bỏ ra, ý kiến anh em như nào về bộ PC này? Anh em có hướng build PC giống như mình không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video để cho chúng mình được biết. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay trong phần mô tả. Hẹn lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.